Ngày 15 tháng 3 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga đã tiếp nhận những nguyên mẫu xe tăng T-80 đầu tiên được tối ưu để hoạt động tại Bắc Cực. Xe tăng T-80 bắt đầu được trang bị cho lục quân Liên Xô từ giữa những năm 1970. Ở thời điểm được trang bị, T-80 chính là dòng xe tăng đầu tiên trên thế giới sử dụng động cơ phản lực. Ở thời điểm đó, xe tăng T-80 với động cơ phản lực có nhiều ưu việt so với xe tăng truyền thống ở việc xe chỉ cần 3 phút đã có thể chuyển trạng thái chiến đấu thay vì 30 phút như trên xe tăng T-72 sử dụng động cơ đốt trong. Ngoài ra, T-80 còn có khả năng cơ động việt dã hơn hẳn các dòng xe tăng khác của Liên Xô thời điểm đó. Xe tăng có thể đạt vận tốc 70 km h trên mọi địa hình. Đây là mốc tốc độ mà đến tận xe tăng T-14 Amata hiện tại mới có khả năng tương tự. Động cơ mới nhẹ hơn nhưng công suất lớn đã giúp giảm trọng lượng xe tăng T80 xuống còn 40 tấn với dự trữ hành trình khoảng hơn 500 km. Một lợi điểm khác của động cơ phản lực trên xe tăng T80 là có thể sử dụng mọi loại nhiên liệu hóa thạch, điều này giúp giảm khả năng phụ thuộc của xe vào lực lượng hậu cần và có thể sử dụng ngay nhiên liệu của đối phương để tiếp tục hoạt động. Khác biệt của xe tăng T80 so với các đơn vị xe tăng T72 là nó được thiết kế cho các mũi tấn công đột kích thọc sâu. Đại diện tập đoàn Uran Vagon Yavut cho biết, sau khi được nâng cấp, xe tăng T-80 đã có mức độ sử dụng nhiên liệu tương đương với xe tăng T-72 nhờ việc tách rời động cơ chính với động cơ phụ phát điện trên xe. Cùng với đó, nhờ sự tương đồng về hệ thống điều khiển hỏa lực ngắm bắn của xe tăng T-80 được thay thế bằng các hệ thống tương tự đang lắp trên xe T-90 với thiết bị ngắm bắn quang ảnh nhiệt hiện đại đo xa laser đã cải thiện đáng kể khả năng chiến đấu của xe tăng T-80 nâng cấp trong mọi điều kiện ngày đêm. Lớp giáp bảo vệ của xe cũng được gia cường bằng lớp giáp phản ứng nổ mới, tăng cường khả năng sống sót. Ngoài ra, thiết kế trong khoang của xe cũng được bổ sung thêm lớp cách nhiệt, giúp tổ lái làm việc bình thường trong điều kiện khắc nghiệt ở Bắc Cực. Nhiệt độ thông thường tại Bắc Cực khoảng âm 40 độ C. Pháo chính và hỏa lực đồng trục của xe tăng T-80 nâng cấp vẫn được giữ nguyên do uy lực chưa bị suy giảm của nó.